bán nữa, nếu mà thực sự anh em muốn ngon á thì anh em đừng hối, tại vì nó như một cái xe mà gỡ ra đất cát sình, kêu là sình luôn á, nó đóng dày rồi khi mà bỏ đồng tiền ra ai cũng muốn mạnh, muốn chạy êm, muốn nhẹ, mà hối thợ thì người thợ người ta làm không có được đâu. Chào 500 anh em YouTube. Thì bây giờ là mình sẽ làm clip xe Jupiter, xe Jupiter bảo dưỡng đầu lòng zin như thế nào và làm 54 như thế nào. Thì cái xe này là cái xe ngồi đây anh trai. Xe này là cái xe Jupiter sử dụng là cũng lâu quá, xe này xe Jupiter MX. Thì mình làm gói bảo dưỡng đầu lòng rồi. Xe này lúc đầu là bị lột cam cò rất là kêu, cam cũ nó bị lột cái gói và cò đồ thì cũng hư hết rồi. Đây là cặp cò cũ bị lột, cái gói này nó khuyết luôn đó, nó bị khuyết lõm vô cái này luôn. Thì xe này lúc đầu tới kêu quá thì báo giá đầu lòng nồi á, đầu lòng nồi và chỉ máy ép dơ luôn là 5 triệu. Nhưng mà khi mà mở ra kiểm tra chủ xe đồng ý thì mới đầu mới làm thì mới mở ra. Rồi mở ra là chỉ bị đầu lòng nồi thôi và cam cò lột. Một cái gói bảo dưỡng đầu lòng nồi bình thường là sẽ 2,5 triệu đầu lòng nồi, còn xe này bị hư cam và hư cò thì phát sinh thêm là thành ra 3,5 triệu. Thì mỗi gói bảo dưỡng đầu lòng nồi của mình á là sẽ thay chế bê tông mới. Chế bê tông là chế bê tông cũ, đi lâu rồi ra khói rồi mất gan tiêu nữa, cam cò thì quá kêu. Sẽ làm cổ phụ kiện 3. Cái gói bảo dưỡng làm đầu lòng nồi zin là 2,5 triệu ha. Còn nếu mà chạy máy là 5 triệu đối với trường hợp một cái xe zin 100%. Đó, còn xe này đầu lòng nồi, xe này riêng xe này nha, xe này riêng đầu lòng nồi xe này là giá 3,2 triệu. Rồi 3,5 triệu em quên rồi, với lại tại vì có làm là sao độ nữa. Rồi. Rồi, nếu mà một cái xe độ thì sao? Đứng đây thấy hết từ cái xe không? Đây là xe Silus nè. Nếu mà một cái xe độ, xe này là làm trước bài 52 rồi. Xe này làm nơi khác nha, không phải làm ở đây. Thì xe này quá kêu và không có gan ti. Đó, thì xe này đang đi bình xe tăng 125 luôn rồi. Thì cái xe này á, vô đây, tới đây làm 54. Làm 54 á thì mình làm là 54 xe rút á là làm đầu lòng nồi là 5,5 triệu. Nhưng mà trường hợp xe này trẻ ra á thì là kêu là không còn gì để mất. Đây. Đây cả bộ số nè. Bộ số mà trong đây nè. Đây là bên mâm lửa mà nhớt đóng cục cục. Cái mà tay giòn quá rồi. Thì đối với trường hợp mà một cái xe độ đã làm nơi khác nha, nhiều câu hỏi rất là anh em, nhiều rất là nhiều người hay hỏi là quốc ra nhận đồ không anh, giống như là em có làm 52 rồi hoặc là làm 54 ở chỗ khác rồi hoặc là có đồ này đồ kia rồi, xe Winner xe gì tất cả mọi dòng xe nha, là mọi người hay hỏi á. Làm gì anh? Phúc ơi ra coi. Thì mọi người hay hỏi là em có vậy vậy rồi, giống như là ví dụ những cái xe nào mà làm rồi á thì tới anh làm lại bao nhiêu, thì mình sẵn ở đây mình trả lời luôn. Những cái xe mà làm rồi tới tay tay cũng bỏ đồ hết tay làm lại à. Lý do thì sao? Đầu tiên á, thực sự luôn đúng những cái đồ nào mà xài được thì mới tận dụng lại cho người ta, còn tất cả những cái đồ nào mà xài không được là đều bỏ làm lại mới ngay từ đầu hết. Bởi vì sao? Khi làm lại, bây giờ ví dụ nha trường hợp là có xài đồ của khách lại tận dụng lại cho chủ, thì cái xe đó khi mà làm xong rồi vừa tốn tiền, nhưng mà trách nhiệm là ai? Trách nhiệm là tay. Thì khi mà làm tốn ít tốn nhiều mà mình tiếc cái đồ cũ á, mình cứ tận dụng lại, mình tận dụng lại cho người ta rồi đi á, người ta tốn tiền thêm một lần nữa rất là tội người ta, thì tay luôn bỏ và tay làm lại từ đầu. Và như thế này nè, Silius làm 52 rồi nhưng mà khi á mà tới á, cũng phải bỏ làm lại hết. Tại sao? Giống như là vẫn định lúc đầu là định là làm lại đầu lòng nồi xe kia, là cái xe Jupiter khi vô là báo giá chỉ máy ép dơn luôn hơn, nhưng mà là 5 triệu đó. Cái xe Jupiter đó báo giá chỉ máy ép dơn luôn thì có 5 triệu thôi, nhưng mà
cái khi mà tới á, đây từ từ anh em chờ tôi một chút nha. Đó, nhưng mà khi mà tới á thì chỉ làm có 3 triệu mấy thôi, mình phải coi vô tình trạng xe. Anh em hỏi qua mạng, thật sự là nhiều người hỏi qua mạng lắm, nhưng mà hỏi qua mạng cái tình trạng xe của mình như thế nào. Cái xe đó là xe zin hết 100%, vô á kêu cực kỳ luôn nha, nhưng mà mình gõ ra đồ đẹp nào giữ lại được mình vẫn giữ, mình làm ta có 3 triệu mấy thôi. Còn cái xe này em hơn cái xe đó, nhưng mà chạy không được, mà khi mà vô mở tất cả mọi thứ luôn, ngay cả bộ số cũng hư, bộ số hư mà nó dập hết nhông này, là bộ số nè, nhông số nhông đồ là dập răng dập đồ hết hơn đó. Thì nhiều người người ta nói, có nhiều người trên mạng người ta nói là xe em có đồ sẵn rồi tới anh canh lại. Mình chỉ đặt một câu hỏi thôi, sao em không có kiếm cái người mà vừa làm cho em á, em canh lại mà em lại kiếm anh canh lại cho em, đúng không? Nếu mà người ta làm được một cái gì thì cứ kiếm người ta làm lại. Còn tới khi mà tới tay, tay đều bỏ, tay làm lại hết từ đầu. Bởi vì sao? Cái trách nhiệm rất là lớn, một cái xe chạy được hay không được là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, khi mà làm lại là phải chạy hiệu quả thì mới được. Còn làm lại mà không hiệu quả, sao mà làm, sao mà lấy tiền khách đâu có vui đâu, đúng không? Ví dụ như cái xe này ta làm năm 2 cũ rồi, à, nguyên cái xe nhìn bố là biết mới làm mà, đúng không? Cháy mất tâm, cháy mất tâm đồ đâu á, người ta tâm đem đi rồi, làm đem đi rồi hả? Thì bây giờ cặp lóc này là đã rửa sơ qua một lần nha, đã rửa sơ qua một lần rồi, nhưng mà nó còn bị cháy đen vậy nè. Đấy, mình sẽ rửa lại một lần nữa để mà trên những cái đường nhớt đường đồ á mình tránh nó bị nghẹt, chứ mình không vệ sinh sạch đó, nó cháy đen vậy nè. Thì cái cặp lóc này nửa lò, còn cái mâm lửa chưa rửa nè. Các bạn nhìn cái mâm lửa là các bạn đủ hiểu là cái xe này nó như thế nào. Sình đất cát đồ ở trong đây nè, có dao nó đó, mình cạo sơ cho các bạn coi. Đó, nó như vậy. Rồi bây giờ nhận làm 5-4, lấy của người ta 5,5 triệu mà cái xe chạy không được thì làm chi, đúng không? Đó, mình làm xong, ví dụ làm 5-4 là chỉ làm năm đầu lòng đòi là 5,5 triệu nha, mà xe chạy không được đó, rồi đi vài bữa lột do làm sao, mình phải giải thích rõ ràng cho khách hiểu. Thì anh khách quyết định phương án là vừa chẻ máy làm cái máy mới và vừa làm 5-4 luôn, thì mình nhận là 8,5 triệu đó. Thì tùy vô tình chạy mỗi xe mình sẽ báo mỗi giá, và cái giá cố định đầu lòng nồi là 2,5 triệu, chỉ máy ép dân là 5 triệu. Đối với những dòng xe nhỏ này, xe nào cũng vậy, quay riêng đồ cũng vậy, tất cả đều vậy hết. Thì vụ nào xe nào mà có độ điếc đồ trước, những cái xe mà đa số đã từng làm nữa cái hoặc là có độ có đồ trong đó sẽ làm tốn tiền hơn những cái xe zin rất là nhiều nha. Tại vì người ta phá gì trong đó, người ta đi theo cái bài lò của người ta thì mình không biết được. Tới mình phải làm lại cái bài lò của mình hết à. Tại vì lấy tiền người ta là phải làm đàng hoàng, chứ không có làm chấp giá đồ kiểu này kiểu kia, quy là trách nhiệm một mình tay hết. Thì là tay sẽ giới thiệu sơ qua như vậy. Đây là cục đề mà đập đấm vậy nè, chiếu vô cục đề các em trai đó, cục đề mà đây nè, như là quá thật luôn á đó. Lấy nữa cục đề này mình cũng làm lại luôn. Thì mình sẽ làm lại 54. Cái bài 54 của mình á, mình trả lời trên đây luôn về dòng xe da này. Đầu lòng nồi, nếu mà một cái xe mới thì chỉ làm 5,5 triệu. Còn tùy theo hiện trạng xe, mà những cái xe nào đã độ rồi hoặc là phá rồi á thì sẽ làm mắc hơn ha. Sẽ tùy vô cái mẫu hiện trạng xe. Đó, rồi bình xe này cũng có sẵn bình xăng rồi thì lấy luôn cái bình xăng rồi mình canh chỉnh cho người ta được. Đó. Rồi mình giữ mình lại bình xăng và môi trường nè. Nhưng mà môi trường này tốt nhất nếu có môi trường zin thì gắn vô, cộng hơn là đi ta ke đồ á cho nó ngon. Còn cái gói mà bảo dưỡng đầu lòng zin của Sirius zin đó thì là 2,5 triệu đầu lòng nồi ha. Đó, rồi nếu mà có lò cam cò hay gì tính riêng. Vậy thì với lại mình có thêm một cái nữa, nếu mà thực sự anh em muốn ngon á thì anh em đừng hối, tại vì nó như một cái xe mà gỡ ra đất cát sình, kêu là sình luôn á, nó đóng dày rồi khi mà bỏ đồng tiền ra ai cũng muốn mạnh, muốn chạy êm, muốn nhẹ, mà hối thợ thì người thợ người ta làm không có được đâu, phải có thời gian rửa đồ, rửa đèn đồ á là cũng hết cả ngày rồi, rồi phải đi gia công đồ, rồi ráp lên xong rồi á là không phải là chạy được đâu nha.
tay đây để làm xe đuốt 54 rất là nhiều. Nhưng mà bữa có xe của con nhỏ nó mới chạy 300 cây à, màu đỏ, xe đuốt màu đỏ. Vô làm 54 mà tay nhận là 3 ngày luôn á. Tay chỉ làm đầu lòng nồi 5 triệu rưỡi thôi, nhưng mà phải mua là một rổ cam vậy á, mua 5-60 cam thử hết cái này, thử hết cái kia. Ấy tùy xe, có xe chạy hợp với cam này, xe chạy không hợp với cam này. Thì mình phải lựa chọn mẫu nào mà vừa ý nhất mà cái xe đạt hiệu quả nhất thì mình mới giao cái xe cho người ta cho nó chạy vừa ý, chứ không phải là đúng 54 gắn vô chạy yếu quá cũng đâu được, đúng không anh em? Mặc dù nói là không có nhận xe độ đấu đá rồi đó, nhưng mà phải đúng lực 54 ha. Rồi vậy chào mọi người. Rồi tay sân bay chào 500 anh em YouTube đến từ đây đó. Quay đầu clip là xe đuốt là Jupiter, mà bây giờ là ra Jupiter V màu xanh lá cây. Hơi sai một chút, giới thiệu với anh em Jupiter V làm 54 dân dinh giá đầu cao. Thì xe này là đến từ Tây Ninh, ở đâu mày? Trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố hả? Nói chung là ở thị trấn hả? Ủa thị trấn là chuyện tiền là trung khác chứ. Trung tâm thành phố luôn. Ở thì thành phố Tây Ninh hả? Đây là đầu lòng dinh làm lên thay của bô lớn, cái bình xăng Santa với lại cùng xe Barata. Cái điểm của xe này là em trai mở bữa giờ mấy ngày? Ba ngày. Làm xong rồi vô phơm vô ni rồi hết. Máy móc thì chạy ngon, chủ xe sáng sớm xuống chạy thử vẫn ngon, nhưng mà nó có cái là bị đờ khó nổ. Thì đờ khó nổ đây là cũng nó có nhiều cái hiện tượng đờ khó nổ lắm, cho nên đó là lý do tại sao nhiều người mua đồ về. Tại sao mà mình không có hỗ trợ cho anh em thầy thợ là bán đem về rồi vậy á? Tại vì thật sự ở xa rất là khó có hỗ trợ. Ví dụ như xe này chuyên làm dòng Sirius Jupiter này mà nó bị hiện trạng là sáng sớm bấm khó rồi mà cũ xe là đã bị rồi, thì giống như nghĩ xăng cụ bình xăng rồi đó, đúng không? Cuối cùng là chết kích là mới câu dây lại quay vô dây điện luôn. Cái này là mình câu thử thôi, đúng không? Mình câu thử thôi, về ở đầu mình hàn trì mình đốt dây đốt lại cho đàng hoàng sạch sẽ. Rồi đây là đầu lòng. Đầu lòng này thì có đổi sẵn cho anh em á, bây giờ bấm nổ nè. Quay ngay tay cái. Rồi. Bấm một cái là nổ. Mấy ru thì thầm. Đó là cái bài 54 của mình, 54 của mình làm á, nhẹ nhàng trộn chị dễ đi chợ. Xe này giới thiệu nè, đầu lòng bình xăng đi xe. Bộ mô hết. Xin cảm nghĩ. Xe thì nói lớn lên nha, tại đang đeo khẩu trang á. Xe lúc đầu thì chạy yếu, rồi nó hay tắt máy, bộ đường xé khó đề lắm. Rồi sau đây làm thì sạc nhẹ nhẹ nổ, lại máy bốc ra đầu giòn. Lúc chạy thử thì sao? Máy tròn ra tròn. Chạy thử kỹ chưa? Kỹ. Hồi sáng là cho đi hết nguyên buổi sáng luôn á. Nửa ngày đúng không? Nói chung là ở xa lên á là nên đi kiểm tra kỹ, test kỹ. Hồi qua một anh dưới Long An, anh trên Bình Dương lên làm là tâm huyết luôn á. Cái xe rim, cái X-Bike, Suzuki X-Bike á, quýnh tâm huyết, quýnh từ sáng tới chiều luôn. Chiều làm xong không cho giờ, chạy trên đây, chạy dùm, chạy đồ hết luôn. Cuối cùng giờ hai đó cũng bị tiền cơ luôn, sáng nay hai anh em lên lại luôn. Nói chung là hên xui, xe nào vậy đáng kỹ hết mình nữa đó. Còn nó bị tiền cơ thì cũng thua luôn, cũng phải lên luôn. Đó, giờ bấm nè. Cụ xe độ BRT nè, cụ xe này là giá là 1.650.000 đó. Bình xăng Santa đó, bình xăng Santa để giờ tống ba luôn, tống ba luôn coi thử cái gì không. Lên. Cảm ơn anh em YouTube đã xem clip của kênh Tây Cô Liễu và Đắp luôn nha. Tống ba là chạy vẫn nhẹ nhàng bình thường nha. Chờ chốt. Còn anh em nào mà cần làm 54 mà đu bơi đồ á thì thu nghe, không có biết làm đu bơi luôn. Nói chung là chào luôn luôn á. Vậy là chào mọi người nha, giờ đáp cho giờ.